Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì mười địa Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? này thiện hiện vì mười địa Bồ Tát rốt giáo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Hết quyển thứ 295